Rồi, ok. Việt Thịnh xin chào tất cả mọi người, tất cả các bạn nha, tất cả anh chị đang coi cái video. Thì hôm nay Việt Thịnh muốn làm cái video này, Việt Thịnh muốn chia sẻ về cái vấn đề là khi mà anh chị, các bạn, mọi người đi coi nhà, muốn mua nhà, khi muốn mua nhà đúng không? Các bạn đi coi nhà, các bạn sẽ phải offer căn nhà đó bao nhiêu? Cái cách để mình biết là mình nên offer nhà bao nhiêu cho nó đúng, để mà đạt được cái mục đích của mình, đúng không các bạn? Mình rất là tiếc các bạn, nhiều khi mình rất là tiếc, rất là tiếc. Thí dụ học doesn't matter luôn, mua ở hay là mua đầu tư luôn doesn't matter. Mình tiếc là tại sao? Rất là nhiều khi mình thấy mọi người bỏ qua một cái cơ hội, phải nói là mình làm nghề mình đau lòng luôn các bạn. Cái này mình nói thật, nếu mà Việt Thịnh có tiền, nếu mà Việt Thịnh trúng số vậy mà mình mà có tiền để mình mua hết tất cả các cái bất động sản mà mình nhìn mình thấy mình thích đó các bạn, thì chắc là mình sẽ không đi bán nhà nữa đâu. Bởi vì thật sự mình làm nghề mình, nhiều khi mình thấy một cái property và mình biết mình có thể mua nó và với cái giá này, và cái giá mình mua nó sẽ là một cái giá rất là tốt ngay thời điểm hiện tại. It's a good deal, it's a good property, all around good, good deal. Mà mình đâu có thể mua hết được bạn, cơ hội thì nhiều, mình thấy mỗi ngày thôi mà mình không thể nào mua hết được. Đó là lý do tại sao mình đang làm những cái việc mình đang làm, tại sao mình làm trên YouTube. Mình thấy một cái điều tốt, mình muốn đem lên chia sẻ với mọi người. Bởi vì mình không có khả năng mua hết, mình mua không được, ok, it's ok, mình chia sẻ lại. Mình mua không được, mình phải là người bán nó, tại mình biết cái property tốt, mình sở hữu không được, thà là khách mình sở hữu, có ngày mình còn gọi khách mình gặp được lại nó, hay là nói chung mình cũng giữ lại được một cái gì đó cho mình cũng tự hào. Mình mua không được, mình giúp người ta mua được cái cơ hội tốt đó, chứ mình đâu có mua hết được. Chứ còn nếu mình mua hết được là chắc là mình đã không có đem lên chia sẻ, thì mình thấy mình muốn hết. Thật sự là nhiều khi là Việt Thịnh nhìn thấy những cái bất động sản mà mình rất là mê. My God man, sometimes mình thấy, tại vì không có căn nhà nào là bác đối với mình hả, mình nói thật. Tại vì mình làm trong nhà này, mình mê về bất động sản và mình muốn đầu tư về nó, mình tin tưởng vào nó, cho nên không có nhà nào là bác, chỉ là the right price for the right property. Có nghĩa là với những gì nó cung cấp được cho mình, với cái vị trí đó, mình coi hết cái giá mà mình có thể mua được nó, mà consider good là mình thấy tốt, là mình đó là một cơ hội tốt rồi các bạn. Một người ý sẽ nghe trình giỏi khi mà list nhà, bạn có hai chiêu, một là bạn list cao giá, hai là bạn list thấp. Mà nếu mà một người thông minh chẳng hay list cao cả, nhất là trong cái thị trường bây giờ, you don't wanna play with fire, ok, các bạn không muốn chơi đùi với lửa. Tiền lợi lên hàng ngày, mỗi lần tiền lợi nhích lên là thị trường chậm lại, là nó hết cái price của mình. Mà đâu có ai dám ra chỉ một căn nhà, nói chính xác căn nhà này trị giá nhiêu tiền đâu. Thật sự giá trị của một căn nhà cuối ngày á là tự cái thị trường nó quyết định rồi các bạn. Nhanh gọn lẹ là mình cho thị trường quyết định. Và khi là luôn luôn người ta hay đăng dưới giá, những cái agent giỏi người ta đăng dưới giá tí xíu, hoặc có những nhà người ta đăng dưới giá rất là nhiều, để người ta tạo một cuộc đấu giá nó hẳn là nhiều. Tôi để luôn đây là của auction, đi đây cái dưới giá đó là một cái chiến thuật các bạn, chiến thuật của họ. Tại vì đó là free marketing mà, why not, tự nhiên đăng dưới giá. Những người đi săn nhà vòng đây, người ta đã coi quá nhiều nhà trong cái thành phố, đương nhiên người hình nó đúng các bạn. Các bạn đang coi nhà, ví dụ các bạn muốn mua nhà ở Fountain Valley đi, đúng không? Chắc chắn bạn đã coi rất là nhiều, các bạn sẽ biết được nhà bao ngủ hay tổng diện tích có nhiêu đây, Fountain Valley có phải cỡ nhiêu tiền với tình trạng này. Tự nhiên đụng cái con thằng rẻ rề, ở đâu rẻ quá trời, rẻ hơn cái quá rẻ, chắc chắn là nó sẽ lên cái top trên đầu list của bạn để các bạn đi coi chứ. Nhưng điều đó không có nghĩa là các bạn mua được căn nhà đó với giá đó. Cuối ngày họ muốn để thị trường quyết định, rất là nhanh gọn lẹ nhất luôn, cách bán căn nhà tốt nhất, nhanh nhất, lấy tiền đẹp nhất. Thì các bạn phải nhớ cái giá list, các bạn không để nhiều dựa cái giá list rồi nói ô thị trường giờ chậm, tôi giá list trả xuống. No, sai. Tại vì again, could be anything. Bây giờ gì hình nói dụng nhà Fountain Valley đi, nhà ở tình thì rất là mắc đúng không bạn, đúng giá thị trường giờ nhà ba ngủ hai tấm Fountain Valley thì phải từ 1.1 triệu đổ lên đúng không, bèo bèo phải 1.1 triệu, triệu hơn, phải 1 triệu hơn, ví dụ như đi. Chứ làm gì có nhà single Fountain Valley mà giá 700 ngàn, mình hình nói dùng 700 ngàn. Nhưng mà bây giờ thằng ấy mình nói nhà nó chỉ giá 1.1 triệu, giờ nó thích nó đăng lên 700 chơi vậy cũng được các bạn, đúng không? Thích đăng 700 thì thằng nói thiệt, nếu là hình bán nhà thích đăng 700, nhưng mà tôi biết là tôi sẽ không bán giá 700. Tôi mà đăng 700 là rất là nhiều người sẽ lại xếp hàng mà coi, tạo ra một cái cuộc đấu tranh. Và lúc đó mình cũng không cần làm gì, tự người buyer họ sẽ đưa ra cái best offer của họ, tự họ cạnh tranh nhau họ đưa ra. Vậy thì mình đang nói, cái mình đang nói đây là các bạn có dựa vào cái giá list được không, đúng không? Could be anything, right?
nó có thể đăng cao cái giá trị thật, nó có thể đăng dưới cái giá trị thật. Còn giá trị thật là gì? Đó là kiến thức của mình đó các bạn. You gotta do your homework. Mình phải research market. Các bạn phải coi trước. Các bạn đâu có dựa vào đó được. Giống như nhà Fountain Valley, nếu mà bạn coi các bạn biết một nhà Fountain Valley bèo lắm phải hơn 1 triệu bạc, nhà single family đúng không? Tự nhiên giờ có nào đăng cái single family 700 ngàn. Vậy giờ việc hình kêu các bạn phải trả lên 950 để các bạn mua căn nhà này. What you gonna do? So you gonna tell me, các bạn sẽ nói với Việt Hình là ô trong thị trường này mà Việt Hình kêu các bạn trả hơn mấy trăm ngàn hả? No, you better take it right now, because that's the hell of a deal. Các bạn nó đang động liền luôn. Tại vì 950 để mua được căn single Fountain Valley mà chốt liền ngay miệng nó đó là đột liền chứ không nói nhiều đúng không các bạn? Vẫn dưới giá rồi nhiều không? Mặc dù là nghe mình trả hơn giá đó, nhưng mà thật sự là cũng vậy, thật sự cái giá là giá dưới thị trường. Cho nên cái mình đang nói đây, để quyết định offer nhà bao nhiêu tiền, các bạn không có dựa vào cái giá list được các bạn. Could be anything, could be cao hơn giá trị thật, thấp hơn giá trị thật. Ok, rồi. Vậy bây giờ làm sao mình biết được giá trị thật? Cái đó là các bạn phải biết. Và mình muốn chia sẻ hôm nay là để các bạn có cách, biết cách để các bạn tự làm bài tập về căn nhà của bạn luôn. Trước khi các bạn nói chuyện với realtor thì tự mình phải biết cái giá trị của căn nhà đó bao nhiêu tiền. Mình không dựa vào giá list như vậy. No. Giá trị thật của nhà đó hiện tại bây giờ trên thị trường nó cỡ bao nhiêu tiền, mình mới cảm nhận được nữa. Mình biết rồi thì dựa sau đó cộng thêm cái factor của thị trường bây giờ nhanh hay chậm như các bạn vẫn biết đó, đúng không? Như bây giờ là ok, nó không có nóng như năm ngoái thì mình có thể trả giá được, hoặc là mua bằng giá thì mình xấu cái mình biết giá trị thật rồi, mình biết đưa cái phần đó vô để à, nếu giá trị thật nó cỡ nhiêu đây thì trên thị trường giờ mình thấy maybe chưa có ai offer trên bạn thì mình có thể store đâu, maybe trả giá 40 ngàn dưới giá thử coi. Nhưng mà dưới cái giá trị thực của nó nha các bạn, chứ không phải dưới cái giá nó đăng nha. Ok, các bạn phải nhớ điều đó. Ok, hoặc là nếu mà có nhiều người trên bàn rồi thì mình phải biết là ok, từ cái giá trị thật đó mình bắt phải bằng giá hơn bao nhiêu, đúng không? Nhưng mình phải biết cái giá trị thật. Làm sao các bạn biết giá trị thật này đây? Các bạn phải nhớ, khi mà Việt Hình coi một căn nhà để mà các Việt Hình đưa ra cái lời khuyên cho các bạn làm sao để các bạn biết đưa lời khuyên ok, anh chị thích căn nhà này, mình phải make offer bao nhiêu để lấy được nhà này. Việt Hình phải làm research rất là nhiều, mặc dù là mình đã quá hiểu thị trường rồi, mình quá hiểu, nhưng mình vẫn phải làm research để mình make sure lại một ngày, một cái lần cuối nữa, các bạn hiểu không? Chính xác cho đúng căn nhà luôn thì mình coi phải rất là nhiều source các bạn, rất là nhiều cái source khác nhau. Thứ nhất ok, coi cái estimate của Redfin, coi estimate của Zillow, hai ngày coi vậy thôi chứ nó cũng chưa chính xác hoàn toàn. Mình coi có cái compare không, estimate Redfin, estimate Zillow, sau đó mình coi thêm estimate của realtor mình, mạng realtor mình nhiều. Nhưng cái mà chính xác nhất và quan trọng nhất cuối ngày các bạn phải làm, các bạn không dựa vào estimate Redfin, no. Chính xác nhất và đúng nhất luôn là các bạn coi comps. Phải nhớ luôn là coi comps, nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là những căn nhà trong cùng một khu vực, cùng một thành phố với căn nhà mình, cùng cái số lượng phòng ngủ, cùng số lượng phòng tắm, nghĩa là giống nhà mình, cùng số lượng phòng ngủ, cùng số lượng phòng tắm, cùng diện tích ở sắp xỉ, diện tích ở ngang nhau, sắp xỉ diện tích đất ngang nhau, và tình trạng sắp xỉ cỡ nhiêu đó, những cái này nha, bán trong vòng 3-6 tháng gần lại đây bao nhiêu tiền thì tùy cái thị trường giờ ví dụ đang thay đổi nhanh hơn thì mình chỉ còn trong vòng 3 tháng thôi, 3 tháng nữa này, 2 tháng càng tốt, bán bao nhiêu tiền, đúng không? Cái đó là cái chính xác nhất các bạn. Bởi vì nhà vừa bán thôi, y chang cái nhà mình, diện tích sắp xỉ, đất sắp xỉ, tình trạng sắp xỉ, phòng ngủ đóng y chang, có nghĩa mà cùng trong khu mình thì cái đó là cái chính xác nhất. Và tại sao mình nói chính xác nhất? Bởi vì các bạn nhớ khi các bạn mua nhà, các bạn có nhớ là ngân hàng sẽ gửi một hàng định giá không? Nó sẽ ra định giá nhà, dịch vụ định giá, và ngân hàng chỉ cho mình mượn tới đúng dịch vụ định giá thôi. Thì cái người định giá họ ra đó có license từ state, họ phải đi học đàng hoàng làm định giá, đưa làm xong đưa cả nguyên bản report cho bạn để báo cáo căn nhà này họ nghĩ định giá nó có bao nhiêu. Và tại sao họ tới với con số này? Cái method họ dùng là y chang, cùng một thứ, không khác gì với những cái việc mình nói. Họ cũng sẽ tìm những cái com đó, những cái nhà giống tương tự như căn nhà mình đang muốn make offer, bán trong vòng thời gian 1, 2, 3 tháng, 4, 5, 6 tháng gần đây, ví dụ như vậy. Trong vòng bán kính càng gần căn nhà mình càng tốt, thường là họ sẽ lấy trong vòng bán kính từ 1 tới 2 mai, trừ khi nhà nào khó quá không có com thì họ mới mở rộng ra được, nhưng mà thường là từ 1 mai tới 2 mai vậy thôi. Trong cùng khu vực đó, bán kính đó giống nhà mình, và họ sẽ tìm một vài cái com khác nhau các bạn, một vài căn nhà khác nhau. Các bạn có đọc cái report ever if you read, các bạn đọc một cái report định giá các bạn sẽ thấy hết. Tôi lấy căn nào để so sánh căn của anh, địa chỉ đây,
một căn, hai căn, ba căn, bốn căn, họ sẽ chọn vài căn, họ so sánh căn mình, họ sẽ ra cái value cũng như con số cuối cùng. Người đánh giá là một chiêu y chang vậy, cho nên cái đó là cái chính xác nhất. Rồi, tự các bạn coi đi. Và thật ra cái này các bạn có thể tìm trên Zillow hoặc Redfin, các bạn có thể dùng Zillow. Ok, các bạn vô phần show những căn nhà đã bán rồi. Ok, nó sẽ hiện những căn nhà đã bán rồi, chỉnh trong vòng 3 tháng còn lại thôi, hoặc là 6 tháng còn lại thôi. Ok, ba phòng ngủ, hai phòng tắm giống nhà mình, ví dụ vậy, diện tích nhà mình dùng 1.400, ok thì coi cũng cỡ nhiêu đó thôi. Đó, trong vòng cùng thành phố. Các bạn coi những nhà đó đã bán bao nhiêu. Từ đó mình không có gì là hoàn toàn một con số, nhưng mà mình sẽ cảm nhận được à, cái phần đó đó là cái phần khác biệt giữa một agent này với agent khác đó bạn. Con số thì các bạn có thể thấy rõ đúng không, à, con số này số kia nhà bán nhiêu, nhưng sau khi nhìn hết những con số rồi, cái phần cuối cùng mà để người agent nói là cái phần cảm nhận các bạn, cái đó là không giải thích được, cái đó chỉ là từ kinh nghiệm thôi. Các bạn làm nhiều, làm mỗi ngày, bạn đi ra bạn có quá nhiều nhà rồi, các bạn cảm nhận được cái nhịp độ thị trường thay đổi mỗi ngày, có thể là không nhiều nhưng ít, mỗi ngày luôn. Và cái đó chỉ có làm mỗi ngày mà cảm nhận được, cộng thêm cái phần cảm xúc đó nữa thì các bạn mới đưa ra được cái con số tuyệt vời nhất và chính xác nhất cho nhà này, cảm nhận đúng nhất. À thì cái phần cảm nhận đó là phần làm người khác người đó các bạn, chứ còn con số thì các bạn coi record là nó ra rồi. Nhưng mà nếu các bạn không biết thị trường thì đó là lý do tại sao các bạn cần người realtor, tại vì realtor các bạn sẽ làm rất là nhiều rồi, người ta sẽ có cảm nhận riêng của người ta, nó sẽ chính xác hơn, con số nó adjust chính xác hơn nữa. Nhưng ít ra tự các bạn có thể làm được bài tập cho các bạn coi trước con số những nhà đã bán thì các bạn cũng phần nào biết khá là gần, người hình có thể nói là 90% nếu các bạn coi cái com này xong, 90-95% cái giá trị thực của cái căn nhà các bạn đang muốn offer là nhiều, chứ không phải cái giá nó đăng nha các bạn. Khi các bạn đã biết giá trị thật rồi, lúc đó các bạn mới biết cái giá con này đang đăng ở đằng dưới giá hay trên giá. À các bạn biết rồi thì các bạn mới biết cái giá trị thật rồi, cộng thêm những cái kiến thức chúng ta biết về thị trường thì các bạn mới đưa ra được một cái nhận định chính xác nhất là cái căn nhà này chúng ta phải offer bao nhiêu cái căn nhà. So mình muốn chia sẻ hôm nay để các bạn hiểu và biết cách, đúng không? Và hy vọng video này help nha, because it's very important, mình nghĩ nó rất là quan trọng luôn. Mọi người không hiểu, mọi người sẽ mất rất là nhiều cơ hội khi mà mọi người đi mua nhà để ở hoặc là đầu tư. Đừng có để những cái good deal trôi qua trước mắt mình mà mình không biết gì cả. Nhiều khi người realtor mình biết rồi đau lòng lắm, giờ biết nói câu gì, biết nói làm sao, ok thôi, that's what you want, it's ok. Nhiều khi mới đợi các bạn rớt offer vậy là các bạn cũng nhận ra ok, thì cái thị trường nhà đúng là nó slow down, các bạn có thể mua được đúng với cái giá trị của nhà hoặc có thể trả giá được nữa, ok. Nhưng again, đúng với cái giá trị thật của căn nhà chứ không phải đúng với cái giá listing, cái giá của thằng listing agent nó bỏ ra. Because again, could be anything, right? Nhà 1 triệu nó đang 500, mình trả 850 mình lấy được căn nhà là mình gọi là may mắn cực kỳ luôn rồi đó các bạn, chứ không phải là mình đang trả hơn giá đâu các bạn. Nên tự mình phải có kiến thức, mình phải biết căn nhà đó trị giá bao nhiêu tiền. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn coi và ủng hộ cho kênh và video của Việt Thành nha. Mình hy vọng là càng ngày mình sẽ cho mình thấy những cái gì quan trọng và những kiến thức gì tốt trong bất động sản, nhận ra là mọi người cần những cái kiến thức đó thì mình sẽ nhảy lên mình chia sẻ liền luôn những cái video này cho mọi người cùng nhau học hỏi, cùng nhau biết nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người có một ngày thật là tốt lành và hạnh phúc bên gia đình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn ủng hộ và theo dõi Việt Hình. Nếu mà các bạn coi mình thấy kênh Việt Hình có cung cấp nhiều kiến thức bổ ích và thích cái channel của Việt Hình thì nhớ giúp mình nha, like video nè, giúp mình subscribe theo dõi kênh của mình để mà những cái video mới cơ hội đầu tư nè, mình thấy nào ngon mình làm lên liền cho bạn để các bạn cơ hội chớp liền, hoặc là những kiến thức như thế này mình chia sẻ để các bạn có thể chớp liền và coi liền để chúng ta cùng nhau học hỏi và trau dồi càng ngày mình càng dữ hơn về cái lĩnh vực bất động sản này, nếu mà các bạn cũng yêu bất động sản như mình, đúng không? Rồi rồi, mình chào mọi người nha, I'll see you guys in the next video, bye bye.